Thương chào tất cả các con khối 7. Thầy chào mừng tất cả các con đã tới bài học ngày hôm nay. Các con mến, gieo trồng cây nông nghiệp là những vấn đề kỹ thuật rất phong phú, đa dạng, nhưng phải thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật để tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. Và để làm rõ những nội dung ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu bài 16, đó là gieo trồng cây nông nghiệp. Thì tụi con thấy khi nói đến gieo trồng cây nông nghiệp thì người ta luôn luôn đặt câu hỏi đầu tiên, đó là thời vụ gieo trồng là gì? Rồi chúng ta cùng tìm hiểu mục số 1 La Mã cho thầy, đó là thời vụ gieo trồng. Thời vụ là gì nào? Thì chúng ta thấy đây, mỗi loại cây trồng trong một khoảng thời gian nhất định, thì cái khoảng thời gian đó người ta gọi là thời vụ. Ví dụ từ khi mà tụi con gieo nó hạt đó và từ lúc đến chúng ta thu hoạch, thì cái khoảng nó có một cái khoảng thời gian nhất định, thì cái khoảng thời gian đó người ta gọi nó là thời vụ. Rồi người ta căn cứ vào đâu để xác định thời vụ gieo trồng? Thì tụi con biết rằng người ta xác định vào khí hậu, người ta xác định vào loại cây, người ta xác định vào tình hình sâu bệnh. Tụi con coi ha, đối với cây, cái luống cây này, người ta thấy rằng là nhiệt độ của nó từ 25 đến 35 độ C. Thì tại sao vậy? Ở đâu? Đó là gì? Khí hậu, tụi con thấy không? Bởi vậy nên để căn cứ xác định thời vụ gieo trồng thì người ta xác định vào đâu? Đó là khí hậu, loại cây trồng và tình hình phát sinh sâu bệnh ở địa phương. Tụi con nhớ ha. Rồi chúng ta có mấy vụ gieo trồng đây? Khi căn cứ xác định thời vụ rồi thì chúng ta coi có mấy vụ gieo trồng. Thì tụi con thấy rằng là ông bà mình thì xác định có 3 vụ. Đó là vụ đông xuân, vụ hè thu và vụ mùa. Đó. Thì chúng ta quan sát những cây. Thì những cái vụ, ví dụ như là từ tháng 2 đến tháng 3, thường người ta trồng cây nào? Ví dụ người ta trồng là cây bí, rồi người ta trồng là cây mướp. Rồi hoặc là cây cà pháo người ta trồng từ tháng 12 đến tháng giêng sang năm. Đó là từ tháng 12 đến tháng giêng năm sau đó. Rồi hoặc là từ tháng 8 đến tháng 9 hoặc từ tháng 1 đến tháng 2. Đó là những cây này là cây gì nè? Cây cà chua. Bởi vậy tụi con từ những cái hình đó thì tụi con hãy điền vào bảng các loại cây trồng ứng với thời gian của các vụ gieo trồng ở địa phương theo mẫu bảng như sau. Vụ gieo trồng thì có đông xuân, hè thu và vụ mùa. Tụi con xác định cho thầy đông xuân thời gian từ đâu, từ tháng mấy đến tháng mấy và trồng những loại cây gì. Vụ hè thu thời gian từ tháng mấy đến tháng mấy và cây trồng là cây gì. Và vụ mùa thời gian từ tháng mấy đến tháng mấy và cây trồng là loại gì. Tụi con thử ha, chúng ta làm cái bài tập nhỏ nhỏ này. Rồi tụi con thấy vụ đông xuân là từ tháng 11 đến tháng 4, tháng 5 năm sau. Thì từ cái khoảng thời gian này thường người ta trồng những loại nào? Cây lúa, cây bắp, khoai, đậu, rau, cây ăn trái và cây công nghiệp. Hè thu thời gian từ tháng 4 đến tháng 7. Và những loại cây trồng người ta thường dùng đó là lúa, bắp và khoai. Rồi thời gian từ tháng 6 đến tháng 11. Thì những loại cây trồng người ta thường dùng đó là lúa và rau. Tụi con biết rằng ở miền Bắc thì ta còn có thêm một vụ nữa, người ta gọi đó là vụ đông. Thì vụ đông là từ tháng 9 đến tháng 12, người ta thường trồng rau, màu, bắp và đậu nành. Rồi chúng ta hãy xem hình ha. Vụ đông xuân từ tháng 11 đến tháng 4, tháng 5 của năm sau. Thì chúng ta thấy trồng lúa, trồng bắp này như là bắp giống Mỹ nè, đó. Rồi trồng lạc, trồng đỗ, rồi người ta trồng rau, người ta trồng khoai, người ta trồng cây ăn trái, người ta trồng cây công nghiệp. Đó là vụ đông xuân là từ tháng 11 đến tháng 4, tháng 5 năm sau. Rồi thứ hai là vụ hè thu.
Thì vụ hè thu là từ tháng 4 đến tháng 7, chúng ta thấy là lúa, bắp, khoai mì, khoai lang. À. Rồi vụ mùa là từ tháng 6 đến tháng 11. Chúng ta thấy có lúa, có rau, hoa cải. Được chưa? Rồi chúng ta đã xác định được thời vụ gieo trồng rồi. Chúng ta đã biết được các vụ gieo trồng rồi. Thì bây giờ chúng ta phải làm nào? Làm sao nào? Đó là chúng ta phải kiểm tra và xử lý hạt giống. Thì phần này là trong giới hạn chương trình chúng ta không có học. Do đó tụi con tìm hiểu cho thầy là bài số 16 phần 2 La Mã trang 39 của sách giáo khoa. Còn nhớ ha. Và khi mà người ta đã kiểm tra rồi thì chúng ta sẽ tiến hành gì đây? Đó là tiến hành gieo trồng. Bởi vậy chúng ta bước vào phần 3 La Mã cho thầy, đó là phương pháp gieo trồng. Thì để biết được phương pháp gieo trồng thì người ta phải tìm hiểu đó là yêu cầu kỹ thuật gieo trồng là như thế nào. Thì chúng con biết rằng đó là yêu cầu kỹ thuật, đó là thời vụ, mật độ, khoảng cách và độ nông sâu. Thời vụ chúng ta đã biết rồi ở phần 1 La Mã. Còn mật độ là gì nào? Mật độ đó là số lượng cây trên một đơn vị diện tích nhất định. Ví dụ là trên một diện tích chúng ta là 20 hectare. Thì trên 20 hectare đó, người ta gọi là diện tích nhất định, người ta trồng bao nhiêu cây. Đó. Thì người ta gọi đó chính là mật độ. Rồi mùa chúng ta quan sát hình đó, mùa hè thu thường có mật độ từ 20 đến 30 khóm trên 1 mét vuông. Đó tụi con thấy đó là mật độ. Thấy chưa? Rồi đến khoảng cách, cái khoảng cách thường người ta trồng cây của vậy, người ta gieo, người ta trồng phải nó khoảng cách của nó thì cây mới phát triển được. Thì thấy ví dụ như là cây này, thì cái khoảng cách của nó là từ 5 đến 6 mét. Cứ một cây cách từ 5 đến 6 mét. Hoặc tụi con thấy là những cây cao su chúng ta tìm ấy, người ta mỗi một khoảng lên là khoảng 1 mét tới 1 mét rưỡi, đó là trồng một cây. Đó người ta gọi là khoảng cách. Được chưa? Rồi độ nông sâu là gì nào? Là ta xác định gì? Là rễ của nó. Có những loại này là trồng nông là rễ của nó, nó bám đất là ngắn. Và những loại rễ dài bám sâu, đó là người ta gọi là trồng sâu. Ví dụ là người ta, tụi con coi trên hình là gì? Là cây cao su. Thấy không? Rồi phương pháp gieo trồng, chúng ta có những phương pháp nào nè? Tụi con thấy đây. Thứ nhất đó là gieo bằng hạt. Người ta lấy hạt, người ta lấy tay người ta gieo. Thứ hai là người ta trồng bằng cây con. Đó, người ta có sẵn cây con, người ta ươm ra cây con rồi bắt đầu người ta trồng. Rồi, tụi con nhớ thầy nha. Đó là phương pháp gieo trồng. Chúng ta có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất đó là gieo bằng hạt. Và phương pháp thứ hai đó là trồng cây con. Rồi tụi con cho thầy biết coi là gieo bằng hạt thường áp dụng đối với cây ngắn ngày hay dài ngày. Thì tụi con thấy rằng đối với gieo bằng hạt thì áp dụng cho những cây ngắn ngày và các vườn ươm. Còn người ta trồng cây con, với câu hỏi như vậy luôn là trồng cây con áp dụng với cây ngắn ngày hay dài ngày. Thì tụi con thấy rằng đó là áp dụng rộng rãi cho cây ngắn ngày và dài ngày. Bởi vậy chúng ta thấy rằng gieo bằng hạt chỉ dành cho những cây ngắn ngày và các vườn ươm. Nhưng mà đối với cây con thì người ta dùng rộng rãi luôn cho cây ngắn ngày và cả cây dài ngày. Chúng ta phân biệt cái điều đó. Rồi tụi con quan sát hình. Đó là những cây ngắn ngày nè. Rồi những cây dài ngày. Ngắn ngày là người ta thu hoạch trong tháng. Thấy không? Một tháng, hai tháng, đó là như vậy. Ba tháng. Còn cây dài ngày cũng như là nhiều khi mấy năm người ta mới thu hoạch được. Rồi tụi con coi ha, các hình thức gieo hạt trên hình ABC. Rồi hình A là gì đây? Là gieo vải, người ta lên tay người ta rã. Tao quăng ha, người ta vẽ vải giống như rơi xuống, người ta gọi là gieo vải. Rồi còn đây là gieo theo hàng. Đó, tụi con thấy người ta gieo không? Theo hàng đàng hoàng. Và gieo theo hốc. Và người ta làm những cái hốc, những hốc cây, những cái hốc đất đó, người ta làm và người ta gieo trên đó. Người ta đào ra những cái hốc,
hốc ở trên đất, rồi người ta gieo hạt trên đó, người ta gọi là gieo hốc. Rồi chúng ta hãy hoàn thành bảng sau bằng cách điền thông tin thích hợp vào chỗ trống. Thì các cách gieo hạt là gieo vãi, gieo theo hàng, gieo hốc. Thì mỗi một cái nó có những ưu điểm và những nhược điểm khác nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu ưu điểm và nhược điểm của những cái cách gieo hạt. Đối với gieo vãi, đó là ưu điểm là nhanh, ít tốn công. Nhược điểm là số lượng hạt nhiều, chăm sóc khó khăn. Rồi gieo theo hàng thì tiết kiệm hạt giống, chăm sóc dễ dàng. Nhược điểm đó là tốn nhiều công. Rồi gieo theo hốc đó là tiết kiệm hạt giống và chăm sóc dễ dàng, nhưng mà nhược điểm cũng tốn nhiều công. Hoặc chúng ta có những ưu điểm và nhược điểm theo cái những cách mà gieo vãi đó. Rồi tụi con coi những cây mà thực hiện là gieo vãi đây. Rồi gieo theo hàng, còn thấy không? Đó, và đây, hình ảnh nó đang gieo đây. Gieo theo hàng. Rồi gieo theo hốc. Đây, chúng ta thấy nè, hốc nè, thấy chưa? Đó, người ta đang gieo theo hốc đó. Đó, ta gieo theo hốc. Đây là theo hàng nè, tụi con. Rồi. Ta quan sát hình ha. Cây gừng là ta trồng bằng củ, cây mía là trồng bằng thân. Rồi ngoài hai phương pháp gieo hạt trồng cây thì còn có thể là trồng bằng thân, cành hoặc là củ. Đó, ví dụ hình chúng ta mới quan sát hình đó, đó là cây gừng là người ta trồng bằng củ và cây mía là người ta trồng bằng thân. Rồi một cái phương pháp mới bây giờ người ta hay làm đó là một số hình ảnh về cây trồng thủy canh. Thì thường thường là người ta bây giờ người ta hay sử dụng cái này, mọc rất là nhanh và cây hoặc là hoa màu rất là đẹp, rau rất là đẹp. Nhưng mà thực ra thì người ta chưa biết rằng là cái dung dịch thủy canh này nó có độc hay không. Thì nhiều vấn đề người ta còn đang nghiên cứu. Đó, tụi con những cái hình người ta trồng bằng thủy canh. Trồng thủy canh là người ta trồng, người ta bỏ cái dung dịch thủy canh vô để cây mọc lên. Thì thực sự là nếu mà dung dịch là xịt tốt thì không sao. Nhưng mà nếu mà dung dịch chúng ta mua trôi nổi ở ngoài thị trường thì có những nguy cơ nó có thể gây bệnh ung thư. Nên chúng ta thận trọng mà khi chúng ta mua những cây trồng thủy canh chúng ta ăn, những là rau hoặc là nông sản bằng phương pháp trồng thủy canh. Đó tụi con coi. Thủy canh là trồng môi trường nước đó tụi con. Cây cảnh thì trồng vô tư ha, nhưng mà những cây mà chúng ta ăn được thì chúng ta phải xem lại. Rồi quy trình trồng cây thủy canh thì giới thiệu tụi con luôn. Bạn nào thích thú thì có thể chúng ta tự trồng. Tức là chuẩn bị hộp xốp sơn đen. Rồi chúng ta khoan lỗ trên nắp hộp. Rồi chuẩn bị rọ để gieo hạt. Chúng ta đã 3 bước rồi đúng không? Rồi gieo 2 đến 3 hạt vào mỗi rọ. Rồi sau đó pha dung dịch dinh dưỡng. Dung dịch dinh dưỡng là chúng ta mua ngoài thị trường. Rồi đặt nắp hộp lên thùng. Đó là những quy trình mà để chúng ta trồng cái thủy canh. Thì thực ra cái bộ thủy canh này ở ngoài thị trường người ta đã bán cho tụi con đầy đủ hết. Thì bạn nào thích trồng chúng ta có thể chúng ta tìm hiểu để chúng ta trồng. Rồi thầy cảm ơn tụi con. Chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay. Rồi tụi con nhớ là chúng ta làm bài tập ở trên lớp học kết nối. Rồi tụi con nhớ là tuần sau thì chúng ta chuẩn bị ôn tập cho kiểm tra cuối kỳ 1. Rồi chào tất cả các con. Chúc các con khỏe và học tốt.